Chào các bạn, trong video này thầy trò chúng ta sẽ làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của huyện Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021 đây như sau. Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng khí CO nhiệt độ cao tạo thành M gam kim loại. Ở đây được cho là tự có từ hoàn toàn em nha. Khử hoàn toàn tức là gì? Trong trường hợp này thì nếu mà một chất hết thì một chất dư thì chất còn lại sẽ hết. Oxy kim loại theo thầy thì trong trường hợp này nó sẽ thường đánh vào sắt và chrome em nhé. Người ta dẫn toàn bộ khí sinh ra qua dung dịch CO hóa lần dư thì thấy tạo thành 7 gam kết tụ A. Còn nếu lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào trong dung dịch HCl dư thì thu được khí hydro. Điều gọi chúng ta là tính M và tìm công thức oxy kim loại. Bước đầu tiên của bài toán này thì em sẽ gọi oxy kim loại là RxOE. Bước tiếp theo, em đi tính cho thầy số mol của tụ CaCO3 7/100 thì nó bằng 0,07 mol. Em đi tính mol hydro, lấy 1,176 em chia cho 22,4. Thì mol hydro đây mình tính là bằng 0,0525 mol. Khi đó chúng ta sẽ có phương trình như sau. Đầu tiên là RxOE sẽ đi tác dụng với khí CO, nhiệt độ đun nóng để biến thành R cộng khí CO2. Chúng ta đi cân bằng. Tiếp. Ở đây em có thể gọi số mol của RxOE là bằng A đi. A mol. Nếu đây A mol thì chúng ta chuyển qua đây nó sẽ là AX. Đây là AI. Cái lượng CO2 này chúng ta sẽ hấp thụ qua nước vào trong dư để tạo ra cái tụ CaCO3 cộng cho H2O. Chỗ CO2, CO này cũng là AI em nha. Tiếp. Cái CO2 chúng ta là AI. Chúng ta chuyển qua đây nó là AI. Chúng ta đang chuyển mol. Rồi tiếp tục. Đây là cái tủ này. Kim loại R này chúng ta đi tác dụng với, ở đây người ta cho chúng ta là HCl. Và thành công của chúng ta hay thất bại nằm đúng ở phương trình này để mời. Chúng ta lưu ý là nếu trong trường hợp mà R của mình là Fe3O4 ha, đó là sắt đấy, Fe3O4. Thì khi tác dụng nó tạo thành sắt và sắt khi tác dụng HCl thì nó sẽ sinh sắt 2. Bây giờ ở trong Fe3O4 nó vừa hóa trị 2 vừa hóa trị 3. Nhưng khi sắt tác dụng với HCl thì nó sẽ hóa trị 2. Điều này chúng ta hãy sức phi lý đúng không? Như vậy đây chúng ta sẽ không dám đặt nó là 2 trên hết được. Được cho bạn. Bởi vì nếu rơi trường hợp Fe3O4 thì sai mất. Do đó đề đây một cách tổng quát thì mình đặt đó là hóa trị, đây là N cộng cho H2. Chúng ta đi cân bằng 2N 2 2N đủ. Số mol của R là AI. Thì chúng ta chuyển qua cho hero là NAI chia cho 2. Rồi. Điều cầu chúng ta là gì? Tìm tính M và xác định công thức của oxy kim loại. Muốn tính M thì chúng ta sẽ đi bảo toàn khối lượng em nhé. Vì sao bảo toàn khối lượng? Thầy giải thích cho bạn hiểu nè. Vì khối lượng oxy đã có, CO đã có là AI. Cái này cũng có rồi. Thì ta đi bảo toàn khối lượng chắc chắn tính được kim loại R. Rồi, chúng ta có như sau. Ở đây em có mol CaCO3 là bằng AI và bằng 0,07. Tiếp tục mol hydro bằng NAI chia 2 và bằng 0,0525. Từ đây mình sẽ suy ra được Chúng ta nghe kỹ, mục tiêu chúng ta là tìm A, tìm tức là tìm hóa trị của tìm mol của oxit. Thì đây mình sẽ lấy 0,525 nhân cho 2. Thì đây nó là bằng 0,105. Chúng ta chia cho nửa y. Được chưa? Rồi, cái đó để tính M thì em đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì chúng ta có như sau. Bảo toàn khối lượng này. Khối lượng của RxOE cộng khối lượng của CO bằng khối lượng của kim loại R cộng khối lượng CO2 tương đương là 4,06 cộng CO là 28 nhân cho mol. Mol ở đây là AI mà AI chúng ta là 0,07. Khối lượng kim loại M là M, R là M. Cho nên là 44 nhân cho 0,07. Từ đây chắc chắn em tính được M. Đây mình tính được M là bằng 2,94 gram. 2,94 gram. Rồi nhiệm vụ của mình là đi tìm oxit kim loại nữa là xong. Các bạn nghe kỹ, muốn tìm oxit kim loại thì chúng ta cần giải mã XY và giải mã R. Đó là xong đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta xử lý như sau. Khi chúng ta đã có mol hydro, có khối lượng kim loại rồi. Tới đây theo thầy thì chúng ta cái mol hydro đấy em suy ra AI đi. A đúng rồi, A là mol của thằng kia. Từ muốn tìm kim loại thì chúng ta tìm ra chỉ số đây đúng không? Và kia nữa. Chúng ta nghe kỹ nha. Muốn tìm ra đi thì chúng ta sẽ lập tỷ số đây mời. Đây theo thầy chỗ này chúng ta nên chỉnh lại. Ở đây thầy để AI đi. Đây thầy để thành AI nha. Ở khi đó chúng ta lập tỷ số là cũng chưa được hay. Ta ghi nhầm rồi. Số mol kim loại là AxM ơi, mình ghi nhầm AI rồi. AX. AX em nha. Đây AX. Chúng ta sẽ suy ra AX đi. Rồi, cái đó mình lập tỷ số AX trên AI. Chúng ta có AX trên AI. Để ra tỷ số đây trên này á. Ở trên này bây giờ nó sẽ bằng x chúng ta là 0,105 chia n, còn AI chúng ta tính được ở trên là 0,07, AI là 0,07. Từ đây chúng ta suy ra x trên AI bằng không phải 105 chia cho 0,07 thì nó là bằng 3/2. 3/2n. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ cho n nhảy. Với n bằng 1 thì chúng ta sẽ suy ra được x trên y bằng 3/2. Trường hợp này chúng ta loại. Nếu n bằng 2 thì suy ra x trên y bây giờ là bằng 3/4. Trường hợp này nhận. Được chưa em? Tiếp tục chúng ta đó là gì? Đó là n bằng 3. Thì suy ra x trên y bây giờ sẽ bằng 1/2. Trường hợp này loại. Như vậy với n bằng 2, x bằng 3, y bằng 4. Thì từ đây em sẽ tính được mol của kim loại R. Tôi có mol R là bằng AX và bằng 0,105 chia cho N và bằng 0,105 N. N của em bằng 2 thì nó sẽ bằng 0,525 0,0525. Và khi đó chúng ta sẽ tính được kim loại R thế thôi. R bây giờ chúng ta sẽ lấy khối lượng của R chia mol R. Khối lượng R nãy mình tính đây là M đấy, 2,94. Chia mol thì chúng ta vừa tìm được 0,0525. Và đây mình tính được bằng 56. 56 thì đây đó là kim loại sắt, được chưa? Và theo đánh giá riêng về cá nhân của thầy đối với câu hỏi này thì đây là một câu hỏi dễ em nha. Cái mấu chốt ở đây là chúng ta phải hiểu cái đoạn này nè. Đây. Đó là R tới dung HCl thì nó sẽ không hóa trị giống như trong hợp chất oxit đâu. Anh nhớ đó, và đây là mấu chốt bài toán. Được chưa em? Rồi chúng ta đã tìm được R và X2 bằng 4. Như vậy chúng ta suy ra được oxit bây giờ là Fe3O4. Đây là đáp số cuối cùng.